Có lẽ quý vị vẫn chưa quên câu chuyện nhận hối lộ của nhóm cựu công an quận Đồ Sơn, Hải Phòng để bao che cho quán karaoke sử dụng chất cấm. Cũng là nhận hối lộ, cựu trưởng công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã chỉ đạo thuộc cấp hủy hồ sơ nhận 110 triệu của người vi phạm. Dự kiến ngày 12 tháng 8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án này. Nhận hối lộ là câu chuyện nhức nhồi khiến uy tín của cơ quan tổ chức bị ảnh hưởng đáng kể, chẳng thế mà những chương trình gặp nhau cuối năm, câu chuyện đưa nhận phong bì vẫn trở thành đề tài khai thác nhằm phê phán và lên án. Những hành vi phạm pháp này, liên quan đến vụ cựu trưởng công an quận Tây Hồ nhận hối lộ, dự kiến ngày 12 tháng 8 tòa nhân dân Hà Nội sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phùng Anh Lê theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, ngày 19 tháng 9 năm 2016, anh NCT ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đến công an phường Nghiên Phụ, quận Tây Hồ tố cáo bị một nhóm người bắt giữ trái pháp luật. Sau đó, Nguyễn Hữu Tài cùng một số đồng phạm ra đầu thú do liên quan đến sự việc trình báo của anh T. Quá trình điều tra, công an quận Tây Hồ tạm giữ Tài 4 ngày. Sau khi Tài bị tạm giữ, người thân của Tài tìm gặp ông Phùng Văn Bê, chú họ của bị cáo Phùng Anh Lê để nhờ giúp đỡ. Ông B đã đặt vấn đề và được Phùng Anh Lê đồng ý cho Tài ra về với điều kiện gia đình nghi phạm phải đưa cho Lê 110 triệu đồng. Nhận được tiền, Phùng Anh Lê chỉ đạo thuộc cấp cho Tài về nhà. Hôm sau, Tài và anh T được gọi lên trụ sở công an quận Tây Hồ để hòa giải. Ngày 22 tháng 1 năm 2021, Công an thành phố Hà Nội đã ra soát và lật lại hồ sơ vụ án, sau khi củng cố hồ sơ, Công an thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Hữu Tài và 5 bị can khác về tội cướp tài sản. Cuối tháng 4 năm 2021, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử vụ án này và tuyên phạt Nguyễn Hữu Tài 2 năm tù về tội cướp tài sản. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định hành vi vi phạm pháp luật của Phùng Anh Lê và một số cựu cán bộ công an quận Tây Hồ. Cáo trạng nhận định, bị cáo Phùng Anh Lê khi còn đương chức, biết rõ Nguyễn Hữu Tài đang bị tạm giữ để phục vụ quá trình xác minh thông tin tội phạm. Tuy nhiên, khi nghe ông B đặt vấn đề, Lê đã lợi dụng chức vụ quyền hạn yêu cầu đưa 110 triệu đồng rồi chỉ đạo thuộc cấp thả người. Quá trình điều tra, cựu đại tá Phùng Anh Lê bị xác định là không thành khẩn khai báo, ngoan cố chối tội, đổ lỗi cho cấp dưới. Bị cáo Lê cũng không thừa nhận việc nhận 110 triệu đồng. Dù vậy, trên cơ sở chứng cứ tài liệu thu thập được, đủ căn cứ khẳng định bị can này lợi dụng chức vụ quyền hạn, vị trí công tác, chủ động gợi ý nhận hối lộ số tiền 110 triệu đồng và trực tiếp chỉ đạo cấp dưới thực hiện thả người trái pháp luật đối với Nguyễn Hữu Tài. Bình luận vụ án này, luật sư Nguyễn Thu Anh, đoàn luật sư Hà Nội phân tích, bị cáo Phùng Anh Lê giữ chức vụ trưởng công an quận Tây Hồ là người có thẩm quyền ký quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can, kết luận điều tra liên quan đến một số vụ án hình sự. Cụ thể ở đây là vụ án cướp tài sản của anh T do đối tượng Nguyễn Hữu Tài thực hiện. Việc ông Lê nhận lợi ích từ người thân của Tài nhằm giúp đối tượng này không bị truy cứu trách nhiệm hình sự đã cấu thành tội nhận hối lộ. Vì vậy, theo khoản 1 và điểm C, khoản 2 điều 354 Bộ Luật Hình sự năm 2015 về tội nhận hối lộ, bị cáo Phùng Anh Lê có thể bị phạt tù từ 2 đến 7 năm và cao nhất lên tới 15 năm. Dự kiến ngày 12 tháng 8, Tòa án Nhân dân Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phùng Anh Lê về tội nhận hối lộ. Có 7 luật sư đăng ký bào chữa cho bị cáo Phùng Anh Lê. Trong phiên tòa này, hội đồng xét xử triệu tập 2 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và 12 người làm chứng. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày, kể cả ngày nghỉ. Hội đồng xét xử gồm 3 người, một thẩm phán và hai hội thẩm nhân dân do thẩm phán Trần Nam Hà, phó tránh tòa hình sự, tòa án nhân dân Hà Nội làm chủ tọa, hai kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và một kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa. 110 triệu có sức mạnh khiến bị can Nguyễn Hữu Tài nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật 4 năm sau khi được cựu đại tá Phùng Anh Lê mở đường và cũng có sức mạnh kéo một vị trưởng công an quận ngã ngựa và đứng trước vòng lao lý. Về tòa xét xử cựu trưởng công an Phùng Anh Lê nhận hối lộ sẽ diễn ra như thế nào, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất đến quý vị trong những video tiếp theo.